Văn phòng Thủ tướng Israel ngày 12 tháng 5 thông báo, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với các cơ quan chức an ninh hàng đầu sau khi giao tranh tái diễn ở dải Gaza và phía Israel đã có một người thiệt mạng. Trưa ngày 12 tháng 5 theo giờ địa phương, các cuộc giao tranh đã tái diễn giữa quân đội Israel và lực lượng thánh chiến Jihad Palestine sau 13 giờ tạm lắng. Lực lượng phòng vệ Israel EDF đã kích hoạt hệ thống còi báo động và hệ thống đánh chặn vòm sắt sau khi phát hiện hàng chục quả rocket phóng từ dải Gaza vào các khu vực gần biên giới. Đặc biệt, lần đầu tiên trong đợt giao tranh này, phiến quân Palestine đã bắn rocket về phía Jerusalem. EDF đã tiến hành đáp trả bằng các vụ không kích nhằm vào khu vực Rafah ở miền nam dải Gaza. Theo cơ quan y tế ở Gaza, giao tranh đến nay đã khiến 29 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 6 trẻ em và 3 phụ nữ, cùng 93 người khác bị thương. Trong một tuyên bố chung, Ngoại trưởng 4 nước Ai Cập, Đức, Pháp và Jordani đã kêu gọi chấm dứt giao tranh, đồng thời bày tỏ hy vọng các bên sớm nối lại tiến trình đàm phán hòa bình.